lô sẽ phải mình làm cho nó mình làm video lẻ lẻ thôi. Này tôi sẽ chỉ bạn cách mà để vui được liên minh khi mà thiên cho chơi đánh chạy thì đơn giản lắm. Cách này đơn giản, bấm Start Task Manager, hay process nè, bấm giờ nó sẽ tìm bấm mình là bấm sẽ cho nó hay click client and process và nó sẽ reset và mặc bên nó sẽ lưu được bình thường. Đấy đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Đây là video quick thôi, quick video.